Một câu hỏi nữa, con muốn hỏi thầy là trước khi con đến với Phật pháp là con có ngồi thiền chữa bệnh. Con được mở 16 luân xa, ngồi lên bậc 5 rồi. Nhưng con bỏ ngồi mà chuyển qua đạo Phật tụng kinh. Đến nay đã gần 3 năm rồi. Con nghe mọi người bảo mở luân xa dễ bị người âm nhập vào và dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Con nhờ thầy hoan hỷ giải thích giúp con với ạ. Với lại từ khi con tụng kinh Địa Tạng, con thường xuyên nằm mơ thấy người âm. Mấy ngày đầu tiên con mơ thấy người âm vào nhà con thật là đông, tranh đồ ăn trong nhà của con. Có khi mơ người âm nhập vào, có khi mơ thấy con có khả năng nhìn thấy người âm. Mơ nhiều chuyện lạ lắm, con nhờ thầy hoan hỷ giải thích cho con biết với ạ. Với mấy tháng nay đây, con thấy hơi ấm thoát ra hai lòng bàn chân của con thường xuyên như vậy. Con không hiểu vì sao lại vậy, mong thầy hoan hỷ giải thích giúp con với ạ. Con tri ân thầy. Vị này á, trước đây nói rằng tu theo phương pháp ngồi thiền mở 16 huyệt luân xa và đã lên được bậc 5 rồi, nhưng cách đây 3 năm thì lại bỏ ngồi thiền mở luân xa như thế này để đi tụng kinh, và đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng được một thời gian gần đây thì lại thường mơ thấy cảnh giới như là quái âm ma quỷ, hoặc là thấy gì, thấy là mình cảm nhận như là mình có gì, thấy được người âm vân vân, và đặc biệt là thấy gì, hai lòng bàn chân tự nhiên là dạo này thấy thường xuyên là rất nóng, không hiểu vì sao. Phật vị này á, thì nếu mà cứ tu như thế này, kể cả tụng kinh Địa Tạng hay tụng bất cứ một bộ kinh nào ở trong nhà Phật mà cái tâm á không chân chính thì tụng kinh Phật cũng biến thành kinh của tà. Tâm không chân chính đọc kinh Phật thì biến kinh Phật thành gì? Kinh của tà ma ngoại đạo. Cho nên cái tâm của gì? Chúng ta là rất quan trọng, là tối quan trọng. Cho nên vì này cái tâm còn đang gì? Đang bị vướng vào các gì? Các pháp tu mở huyệt luân xa, ngồi lên bậc thứ 5, thứ 6 của mình gì đó trước đây. Vẫn gì? Vẫn ở trong cảnh giới mong muốn thấy quái âm, mong muốn thấy được thần thông, vân vân ở vân vân. Cho nên á, khi tụng kinh Địa Tạng vào nữa, hoặc tụng bất cứ bộ kinh Phật nào vào nữa, thì nó chẳng khác gì là như là diều gặp gió vậy. Giống như thả diều mà gặp gió vậy. Cho nên á, càng mong có thần thông, mong những cái việc kia, thì tụng kinh niệm Phật á, thì lại càng hay nhanh gặp những cái đó. Nhưng gặp cái đó không phải là thực pháp, không phải là pháp chân thực của Phật, mà đó chính là gì? Tà ma ngoại đạo giả Phật để dẫn dụ chúng ta vào con đường gì? Vào cái rọ của gì? Của ma vậy. Giống như gì? Giống như bác thợ câu đi câu, nó mắc cái mồi thật là thơm, nó thả xuống dưới nước và những con cá đến gì? Thấy những cái mùi thơm nó đến và đớp mồi đó cứ nghĩ là mình gì? Mình được một bữa no bụng. Nhưng vừa đớp gì, chưa nuốt vào tới gì, tới bụng vừa qua cái cổ họng thôi, liền bị cái lưới câu của cái bác đi câu kia, nó giật lên một cái, thế là hết đời. Đó, thế là hết đời. Cho nên cái vị này, nếu muốn ấy, giải trừ cái đó thì đi tìm các bậc minh sư, có kinh nghiệm tu tập, có kinh nghiệm giải những cái vấn đề đó, để các ngài có thể gì, có thể khuyên mình, phải đưa ra cho mình cái đường lối tu tập nó đúng chính pháp. Không có một vị này một thời gian nữa lại gì? Lại người trở ra người, ma trở ra ma, quỷ trở ra quỷ cho mà xem. Nói là người á, thì không phải không tự chủ được mình, nói là ma thì cũng không đúng vì có lúc nó rất gì, rất khôn. Đấy, nói là quỷ thì cũng chẳng phải. Nếu bảo chẳng phải quỷ thì cũng chẳng đúng, vì có lúc gì, có lúc thì nó làm toàn cái chuyện gì, nói toàn những cái chuyện gì trên trời dưới biển vân vân, nó làm những cái việc khác với những người bình thường khác. Cho nên cái này thì nếu mà vị này mà không khéo, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nó sẽ gặp vào những cái trường hợp như vậy. Cho nên cần nên đi tìm những bậc minh sư để các vị có thể hướng dẫn cho mình thoát khỏi những cái lưới tà trong vấn đề tu tập ấy.